cơ sở nào để cấu thành các tội danh tại tỉnh thất Bồng Lai? Tỉnh thất Bồng Lai hay Thiền Nam bên bờ vũ trụ sau một thời gian khá im ắng lại tiếp tục gây bão mạng xã hội khi thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng các đồ đệ chính thức vướng vòng lao lý. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các tội danh đối với từng cá nhân tại cơ sở này. Vậy dựa vào đâu để kết tội tỉnh thất Bồng Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Hãy cùng Ibis đi tìm câu trả lời ngay sau đây. Đối với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân mà ông Lê Tùng Vân cùng ba đồ đệ vừa bị khởi tố, cơ quan chức năng sẽ dựa vào đâu để cấu thành tội danh này? Theo như điều 174 của luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thì trong trường hợp mà có dấu hiệu bắt buộc của tội danh này là người nào sử dụng cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Việc sử dụng thủ đoạn gian dối có thể là đưa cái thông tin không đúng sự thật. Trong trường hợp này thì tỉnh thất Bồng Lai có cái dấu hiệu đó là đưa cái thông tin giả mạo cái cơ sở tôn giáo để nhận tiền từ thiện, thì đó là một hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản và có dấu hiệu cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra thì cái cơ sở này cũng đã đưa cái dấu hiệu gian dối đó là đưa cái thông tin sai sự thật về một số trẻ mồ côi để huy động tiền từ thiện, thì đây là một những cái căn cứ có thể xem xét để khởi tố đối với cái đối tượng Lê Tùng Vân về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và trong quá trình điều tra, nếu cơ quan điều tra sẽ làm rõ những cái thông tin gian dối về việc giả mạo cơ sở tôn giáo, giả mạo cái thông tin về các trẻ mồ côi, trong trường hợp đó thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm thì cơ quan điều tra có thể xác định cái tội danh và cái đề xuất cái mức hình phạt. Một sự việc gây phẫn nộ trong dư luận suốt thời gian dài qua khi ông Lê Tùng Vân được cho là có hành vi loạn luân. Tuy nhiên, để kết luận được tội danh này, cơ quan cần phải có những căn cứ sau đây. Theo như quy định tại khoản 3 điều 24 của Hiến pháp năm 2013, có quy định không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc là lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Trong thời gian qua thì có một số người dân đã khiếu nại tố cáo cái hành vi trục lợi từ thiện của tỉnh thất Bồng Lai. Những người này có những hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của tổ chức cá nhân và cái cơ sở này đã đưa những cái thông tin luận điệu xuyên tạc sai sự thật để làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Do đó đây là một những căn cứ để cơ quan điều tra có thể khởi tố những người này hoặc là khởi tố vụ án theo như điều 331 Bộ luật hình sự 2015 về cái tội là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức hoặc là của cá nhân. Với những cái thông tin mà đối tượng Lê Tùng Vân đang có cái quan hệ với chính con người của mình và sinh ra những cái trẻ em khác, thì trong trường hợp nếu có đầy đủ căn cứ pháp lý xác định có hành vi loạn luân như vậy, quan hệ chính với con người của mình để sinh ra những trẻ em khác, thì trong trường hợp này thì hoàn toàn có đủ căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tội loạn luân theo như quy định tại điều 184 của luật hình sự 2015. Ngoài ông Lê Tùng Vân cùng ba đồ đệ đã bị khởi tố, sắp tới đây những ai tại tỉnh thất Bồng Lai sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra này? Hãy cùng theo dõi câu trả lời từ luật sư ngay sau đây. Thứ nhất, trong trường hợp này thì cái đối tượng Lê Tùng Vân sẽ bị xem xét để điều tra với ba tội danh. Thứ nhất là cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái thứ hai đó là tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân. Và trong trường hợp mà có cái xác định có cái hành vi giao cấu với những người cùng máu trực hệ của mình thì đối tượng này có thể bị xem xét để khởi tố về cái tội loạn luân. Còn đối với những cái đối tượng khác trong cái tỉnh thất Bồng Lai này, nếu mà có hành vi giúp sức hoặc là cùng với đối tượng Lê Tùng Vân để chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Còn trong trường hợp cùng đối tượng Lê Tùng Vân để thực hiện cái việc lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của cá nhân và tổ chức khác thì trong trường hợp này cũng sẽ bị khởi tố về cái tội này. Còn trong trường hợp mà có những cái hành vi giao cấu với những người cùng dòng máu trực hệ thì các cơ quan điều tra có thể xem xét để khởi tố luôn cái tội loạn luân. Trong trường hợp theo như quy định của Bộ luật hình sự thì trong trường hợp đối với độ tuổi từ đủ 14 tuổi trở lên thì sẽ phải chịu trách nhiệm với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng. Còn trong các trường hợp khác thì khi đủ 18 tuổi thì bắt buộc phải chịu mọi trách nhiệm về những hành vi mình gây ra.
Những đứa trẻ tại cơ sở này có lẽ phải chịu sự tổn thương nhiều nhất khi người lớn vướng vòng lao lý. Các em sẽ đi đâu về đâu nếu họ bị kết án, đặc biệt với tội danh loạn luân? Phải nhìn nhận như thế này thì các bé là những người chịu thiệt thòi nhất. Trong trường hợp nếu mà có những cái hành vi xảy ra như các thông tin báo chí và cơ quan điều tra cung cấp thì cái người mà chịu nhiều hậu quả thiệt thòi nhất là chính là các bé. Thì trong trường hợp này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khỏe tinh thần của các bé. Thì theo như quy định thì quyền trẻ em thì các bé có quyền được chăm sóc bảo vệ. Và nếu có như đủ yếu tố cấu thành về tội danh thì những người có liên quan sẽ bị khởi tố về tội danh này hoặc khởi tố bị can. Điều mà chúng ta quan tâm ở đây thì ai sẽ là người chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ các bé khi mà các cơ quan điều tra tiến hành điều tra. Theo như quy định tại cái khoảng 3 điều 4 của luật trẻ em 2016 thì có quy định thì nếu như các bé mà không được hoặc là không thể chung sống với cha mẹ đẻ của mình thì sẽ được hưởng quyền chăm sóc thay thế. Có nghĩa là các cháu sẽ được sống ở một nơi mới. Ở đó thì có người tin tưởng chăm sóc và bảo vệ các bé. Các cháu cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn về nơi ở mới của mình. Có thể lựa nơi phù hợp nhất với hoàn cảnh của các cháu hoặc là đúng cái tâm tư nguyện vọng của các cháu. Người làm công tác bảo vệ trẻ em thì đặc biệt trong trường hợp này thì cụ thể là ở cấp xã thì có trách nhiệm lựa chọn cái hình thức cá nhân cũng như là gia đình chăm sóc thay thế phù hợp với các cháu và xác minh cái điều kiện của các cá nhân gia đình đó. Và trong trường hợp phải cách ly trẻ em ra khỏi cha mẹ, những người chăm sóc theo như quy định của pháp luật thì trong trường hợp này thì nếu mà chưa lựa chọn được các cá nhân gia đình để nhận chăm sóc thay thế thì chủ tịch ủy ban dân cấp xã phường sẽ đề nghị cơ quan thẩm quyền quyết định tạm thời đưa các trẻ vào cái cơ sở trợ giúp xã hội và tiếp tục lựa chọn các hình thức chăm sóc thay thế phù hợp. Khi cơ quan chức năng vào cuộc, chắc chắn những người có tội sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật Việt Nam. Vậy phải mất bao lâu cũng như tiến trình điều tra tỉnh thất Bồng Lai sẽ diễn ra như thế nào? Theo như quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự thì căn cứ vào tính chất mức độ hành vi vi phạm của đối tượng cũng như là của tội danh thì có sẽ các tiến trình điều tra nó sẽ khác nhau. Và theo như quy định của pháp luật để xác định cái thời điểm, thời hạn điều tra vụ án hình sự thì cơ quan tiến hành tố tụng sẽ xác định theo các loại tội phạm được phân loại. Để phân loại tội phạm thì cần phải xác định được cái tính chất mức độ nguy hiểm của và cái độ tính chất mức độ nguy hiểm cũng như là cái tính nghiêm trọng của hành vi phạm tội. Sau khi nhận được thông tin tố giác về tội phạm thì các cơ quan có thẩm quyền trong vòng 20 ngày nếu phức tạp sẽ được gia hạn thêm 2 tháng để tiếp nhận, giải quyết và xử lý cái tin tố giác về tội phạm. Nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố và chuyển sang giai đoạn điều tra. Thời hạn điều tra theo như quy định tại Điều 172 Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 quy định sẽ không quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng và không quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng và sẽ không quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Kể từ khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra. Nếu mà trong trường hợp mà cái vụ án mà nó có những tình tiết phức tạp thì trong trường hợp này cơ quan điều tra có thể tiến hành gia hạn để điều tra. Và sau khi kết thúc điều tra thì cơ quan điều tra sẽ ban hành cái kết luận điều tra và sẽ chuyển cho viện kiểm sát cung cấp để truy tố các đối tượng này ra trước pháp luật. Đối với những tội danh hiện đã khởi tố, nếu được cấu thành, bản án nào sẽ đến với những người trong tỉnh thất này? Luật sư sẽ tiếp tục giải đáp ngay sau đây. Trong trường hợp này có thể chia sẻ là đối với cái tội loạn luân theo như quy định tại Điều 184 của luật hình sự thì trong trường hợp mà người nào giao cấu với người mà mình biết rõ là có quan hệ huyết thống trực hệ đó thì trong trường hợp này cái hình phạt cao nhất là 5 năm tù. Còn đối với cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo như quy định tại Điều 174 của luật hình sự thì cái hình phạt cao nhất đối với tội danh này là 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Còn trong trường hợp mà có cái cá nhân nào lợi dụng cái quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhà nước, của tổ chức cá nhân thì mức xử phạt cao nhất là 3 năm tù giam. Trong trường hợp mà gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự như ở tỉnh Thất Bồng Lai mà chúng ta quan tâm thì cái hình phạt đối với tội danh này là cao nhất là 7 năm tù theo như quy định tại Điều 331 của Luật Hình sự 2015. Trong trường hợp mà nếu mà một đối tượng nào đó, cụ thể như đối tượng Lê Tùng Vân, nếu mà bị khởi tố ba cái tội danh như tôi vừa đề cập, thì trong trường hợp này nếu mà sau khi bị điều tra, truy tố và đưa ra tòa án thẩm quyền xét xử, thì trong trường hợp này thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt đối với đối tượng này.
Và trong trường hợp này thì mức cao nhất có thể là tù chung thân. Còn bạn, bạn nghĩ sao về vụ việc tại tỉnh thất Bồng Lai? Hãy luôn theo dõi iBiz để cập nhật tin tức hot mỗi ngày nhé!